Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì khá là nhiều quý anh chị yêu cầu em Trường quay clip chi tiết mẫu xe tầm tiền phân khúc tầm 250 quay đầu. Thì em Trường hôm nay sẽ lấy quay ra clip, quay clip mẫu xe này gửi lên cả nhà. Trước màn ảnh của quý anh chị là mẫu Toyota Innova phiên bản G đời 2009 nha. 2009 thì cả nhà có biết rồi, phiên bản G là một phiên bản đủ đời 2009. Màu ghi bạc, nước sơn theo xe là nước sơn zin còn lên đến 85%. Và đặc biệt xe này trải qua hai đời chủ, chủ đầu tiên là ở Sài Gòn gốc 50, chủ thứ hai là bán về của một anh trai quê hương Phú Yên nhưng mà sinh sống làm việc tại quận 12. Bởi vì ảnh không có hộ khẩu ở Sài Gòn cho nên bám biển ngồi quê là chuyện bình thường nha cả nhà. Đấy, chiếc này là gốc Sài Gòn, với khách hàng này ở Sài Gòn thì về Sài Gòn không tốn 20 triệu tiền phí ra biển nè. Màu ghi bạc, xe rất đẹp nha cả nhà. Đấy, sơn xi của nó là màu ghi bạc rất là đẹp. Đấy, cam kết với cả nhà sơn zin, không sơn đổi màu. Đấy, xe full đồ chơi. Đấy, nhìn rất là bắt mắt mà số tiền nó cũng rất là vừa phải cả nhà. Số tiền nó chỉ rơi vào 255 triệu thôi. Có bao rút hồ sơ gốc, có lọc lẽ khi cả nhà thương lượng nhẹ khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Và điều đặc biệt, xe vừa đăng kiểm mới về cả nhà ơi. Đến tháng 7 2023. Đấy, em Trường vừa đi đăng kiểm rất là cực khổ luôn, 2 giờ đêm là phải đi rồi. Đấy, tại vì cuối năm mà đăng kiểm rất là khó khăn. Xe thì trang nguyên zin nguyên bản, không có độ chế gì hết nha cả nhà. Nước sơn theo xe là nước sơn zin, dán full film cách nhiệt hết rồi. Cả nhà coi những cái mâm mà phay xước bạc zin theo xe hết, không có độ gì hết nha. Đấy, tất cả là nguyên zin nguyên bản. Đấy, cả nhà mua chiếc này về là sử dụng ngay, không phải tốn tiền làm gì thêm. Vì nhớt nheo em Trường đã thay mới hết rồi. Thì rất đẹp, phơm dán không bao giờ lỗi thôi. Phiên bản G là phiên bản đủ trang bị sấy sự kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Ngồi ra 2009 em Trường còn có 2010 nè, 2013, 14, 15. 15 em Trường còn 4 năm mẫu nha. Rồi 16, 17, 18, số tự động, số sàn đầy đủ hết. Đấy, mỗi ngày em Trường sẽ quay chi tiết một xe cho cả nhà mình giữa dễ lựa chọn nha. Đấy, mâm phay xước đây nha cả nhà. Mâm không một vết xước luôn nè. Đấy, 4 cái lớp dày mới tinh. Đấy, xe lót sàn, ghế nâu kem, trần nỉ ni lông nha cả nhà. Đấy, trần nỉ ni lông nè. Xe như thế này thì không có gì mà đã bàn cãi nữa, 8 chỗ ngồi. Chạy dịch vụ cũng được, đón đưa thêm kiếm thêm thu nhập nha cả nhà. Gai vân tắp bi nè, đẹp chưa? Tay cửa mẹ chrome. Ốp tay cửa màu vàng. Đấy, mọi thứ còn rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, 255 triệu thôi. Xe 4 cái lớp nhiều mới nè, thấy chưa? Thấy là yêu luôn. Đấy, xe rất đẹp nha cả nhà. Đấy, nội thất ghế nè, màu nâu kem, vô lăng rất là đẹp luôn nè, vô lăng bọc vân gỗ carbon nè cả nhà. Đấy, vân gỗ đẹp chưa, vô lăng túi khí, củ số, kẽm biến lùi, sấy sửa gương, đấy, đầy đủ hết nha. Camera hành trình, đấy, nói chung chiếc xe này là xuất sắc luôn. Cả nhà mua về là đã sử dụng, không phải làm gì thêm. Ốp tay vân gỗ nè, thấy chưa, cả nhà nhìn khá là yêu luôn. Đó, mâm đúc nè, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha. Xe đẹp không một bỏ nhỏ luôn, không một tì vết cả nhà, thấy chưa, đèn đuốc sáng choang, 4 cái lớp như mới nha. Xi nhanh gương lại bên em Trường vừa mới thay nè. Đấy, tem zin Toyota nè, tay cửa mẹ chrome, mọi thứ đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Cả nhà coi nè, đấy, bô bọng của nó còn chưa rỉ sét luôn nha. Đấy, gầm bệ là miễn ba. Đấy, quay cái gầm bệ cho cả nhà xem nè. Gầm bệ của nó nè, đó, cả nhà coi nè, mâm đúc nè, đẹp chưa, tuyệt đối luôn chứ. Đấy, một chiếc xe quá xuất sắc luôn cả nhà. Đấy, bên em Trường còn rất nhiều nha, em Trường còn tới 20 mẫu xe nha cả nhà. Em Trường không có làm chung làm đụng với ai nha cả nhà, một mình em luôn, một mình em chấp hết nha cả nhà. Đấy, xe em bán thôi. Làm tưởng bên này bên kia, xe của em Trường là em Trường bán nha. Đấy, đấy, cả nhà coi nè, keo sùng chỉ của nó nè. Đấy, đẹp tuyệt đối luôn. Đó, bên em Trường bán chiếc xe này là với giá là 255 triệu, hốc máy lòng máy zin luôn. Đấy, không đâm đụng, không ngập nước, bao rút hồ sơ gốc. Và đặc biệt bên em Trường có tiền cà phê hoa hồng giới thiệu cho bên em Trường khi ai mà dẫn khách bán giới thiệu bên Trường mới được xe, bên Trường sẽ gửi ngay từ 3-5 triệu tiền cà phê nha. Phanh ABS chống phanh bó cứng nè, máy móc thì nguyên zin, có văn bản cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc bên em Trường bảo hành 1 năm sử dụng. Trước khi bàn giao xe, em sẽ thay nhấc máy mới, thay 4 buri, vệ sinh họng ga rồi với bàn giao xe cho cả nhà. Đấy, pháp lý giấy tờ là yên tâm, xe toàn bộ xe là bên em Trường đứng tên, bao ký rút ký ủy quyền hoặc là rút hồ sơ gì đó thoải mái luôn nha.
Đấy, cả nhà cứ quan tâm alo trực tiếp số điện thoại 0972147247. Em Trường chỉ dùng một số duy nhất đó thôi, không có số thứ hai nha. Bên em Trường sẽ tư vấn tận tình, tận tâm, và bên em Trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô để quê sử dụng từ 4 đến 7 chỗ. Quý khách hàng từ đời thấp muốn đổi xe đời cao, bên em Trường vẫn đổi cho cả nhà mình luôn nha.